chào quý vị và các bạn, đây là chương trình Cuộc sống 24 giờ của truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, chương trình ngày hôm nay, mùng 5 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Trong chuyên mục tin sáng, nâng mức tiền hỗ trợ và mức cho vay xây nhà đối với người nghèo phù hợp với điều kiện trượt giá hiện nay. Sẽ có chính sách nhằm khắc phục tình trạng tình nguyện viên không được đảm bảo về sự an toàn tính mạng và tài sản hay sự thiếu liên kết giữa các tổ chức tình nguyện. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, mặc dù nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi để phát triển loại hình doanh nghiệp khoa học công nghệ, nhưng cho đến nay đây vẫn là sân chơi còn bỏ ngỏ. Cùng đến với chuyên mục cuộc sống bốn phương, cảnh sát Nhật Bản lục soát văn phòng của công ty chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của đường hầm Sasago mới bị sập hôm Chủ nhật vừa qua. Thông tin vợ hoàng tử William mang thai trở thành chủ đề nóng ở châu Âu, nhiều nguyên thủ quốc gia đã gửi lời chúc mừng tới Hoàng gia Anh. Như thường lệ, mở đầu bản tin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sự kiện nổi bật nhất diễn ra ngày hôm qua, mùng 4 tháng 12. Ngày hôm qua, mùng 4 tháng 12, tại trụ sở chính phủ, hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết nhân rộng và triển khai cơ chế một cửa liên thông hiện đại đã diễn ra với sự tham gia của 63 tỉnh, thành phố. Sau 5 năm triển khai, tình hình thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại các địa phương đã có những thay đổi rõ rệt, hỗ trợ tích cực cho người dân. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong số 700 đơn vị hành chính cấp huyện trong cả nước, hiện đã có 686 đơn vị triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông đạt 98%. Những đơn vị hành chính cấp huyện cho đến nay còn chưa triển khai thực hiện cơ chế này đều là các huyện đảo, các huyện mới thành lập. Kể từ ngày áp dụng cơ chế một cửa liên thông, các thủ tục hành chính ở nhiều địa phương đã trở nên nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian cho người làm thủ tục. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có vai trò hết sức quan trọng, góp phần làm cho hoạt động của cơ quan hành chính hiệu quả hơn, tính công khai, minh bạch được thể hiện tốt hơn. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, 5 năm qua, việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cả nước đã dần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, minh bạch hóa, giảm chi phí, thúc đẩy công tác phòng chống tham nhũng, tạo niềm tin cho nhân dân. Theo Phó Thủ tướng, dù kết quả đáng khích lệ, nhưng vẫn còn nhiều người dân phàn nàn, kêu ca trong nhiều lĩnh vực như đất đai, xây dựng, thuế khóa, khám chữa bệnh. Do đó, các bộ, ngành địa phương cần đẩy mạnh công tác này, giám sát chặt chẽ việc thực hiện trên tinh thần của cơ chế một cửa, nhanh chóng, thuận tiện. Có như vậy mới đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Tiếp theo chương trình sẽ là phần điểm các tin tức đáng chú ý trên các trang báo số ra ngày hôm nay. Trên trang 1 và trang 20, báo Tuổi Trẻ có thông tin tỉnh Hải Nam đòi kiểm soát tàu bè nước ngoài, trao công hàm phản đối Trung Quốc. Ngày 4 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lưu Thanh Nghị đã lên tiếng về những hoạt động gây căng thẳng từ tình hình Biển Đông từ phía Trung Quốc những ngày gần đây. Cụ thể là ngày 27 tháng 11, tỉnh Hải Nam thông qua bản sửa đổi điều lệ quản lý trị an biên phòng ven biển tỉnh Hải Nam, trong đó đã đưa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam vào phạm vi áp dụng. Trước đó, ngày 23 tháng 11, Trung Quốc cho xuất bản bản đồ Tam Sa, phạm vi bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Tiếp theo, sáng 30 tháng 11, trong khi tàu Bình Minh 02 của Việt Nam đã thăm dò địa chấn bình thường trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam, nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam và chỉ cách đảo Cồn Cỏ của Việt Nam khoảng 43 hải lý, thì bị hai tàu Trung Quốc mang số hiệu là 16025, 16028 cố tình cản trở và gây đứt cáp, bất chấp các lực lượng chức năng của Việt Nam đã phát tín hiệu cảnh báo. Và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lưu Thanh Nghị cho biết là ngày 3 tháng 12, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, trao công hàm kiên quyết phản đối những việc làm nói trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt ngay những việc làm sai trái đó và không để tái diễn những hành động tương tự. Trên trang 1 và 3 của báo Thanh Niên, tác giả Cáp Long và Hải Sâm có bài viết với nhan đề Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hòa bình nhưng phải tự vệ. Vào ngày hôm qua, ngày 4 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp xúc với các cử tri tại Hải Phòng và cũng đã trả lời thẳng thắn những vấn đề đang nóng bỏng trong dư luận hiện nay. Về tình hình đất nước năm 2012, Thủ tướng nói, năm 2012, chúng ta phải đương đầu với khó khăn rất lớn về kinh tế và sự chống phá của các thế lực thù địch.
Một mặt là thế lực phản động, âm mưu diễn biến hòa bình gây mất ổn định xã hội, mặt thứ hai là sự đe dọa, xâm phạm về chủ quyền quốc gia trên biển đảo của chúng ta. Chúng ta phải dành rất nhiều sức lực để đấu tranh trên mặt trận ngoại giao, trên diễn đàn đa phương, song phương và cả trên thực địa để giữ cho được chủ quyền. Thủ tướng nói, nước ta lúc nào cũng bị đe dọa, chúng ta bình yên như thế này nhưng luôn luôn xuất hiện những nhóm từ bên ngoài kích động biểu tình, bạo loạn, lật đổ. Chúng ta phải có lực lượng và phương án để xóa ngay những ổ nhóm từ manh nha, không chỉ là bắt giam xử án mà cả bằng đấu tranh thuyết phục. Về chủ quyền quốc gia, chúng ta đang và sẽ phải dồn sức, dồn lực lượng để bảo toàn lãnh thổ. Về vụ tàu Bình Minh 02 bị cắt cáp thăm dò dò khí, Thủ tướng nói, tàu thăm dò của chúng ta vừa bị cắt cáp, trong vụ việc này, chúng ta đã chủ động ngăn chặn, sau vài tiếng đồng hồ, tàu tiếp tục hoạt động, không có lực lượng chúng ta không thể làm được thế. Chúng ta phải đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định chính trị của đất nước. Trên trang 5, báo Tuổi Trẻ có bài viết làm gì để dè cướp? Đây là một câu hỏi không khó, nhưng để triển khai thực hiện thì không đơn giản chút nào. Hầu hết những người có trách nhiệm đều khẳng định muốn dẹp nạn cướp thì cần quản lý chặt địa bàn, tổ chức tốt công tác cai nghiện, đánh mạnh vào tội phạm buôn ma túy, căn cơ hơn là phải tuyên truyền giáo dục người dân và tạo việc làm cho những người thất nghiệp. Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Minh Chí. Ông Chí cho rằng, gần đây các vụ mua bán ma túy tổng hợp tăng nhanh, chứng tỏ nhu cầu tiêu thụ loại ma túy tổng hợp hiện nay là rất lớn. Thực tế cho thấy, trên 50% các loại tội phạm có liên quan đến ma túy, nhất là tội phạm cướp và cướp có sử dụng ma túy, thường có tính chất liều lĩnh, táo tợn, dã man. Mục tiêu sắp tới là phải có kế hoạch tập trung đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này, đồng thời phải tiếp tục làm tốt công tác cai nghiện và dạy nghề ở các trường trung tâm của thành phố. Đồng tình với ý kiến này, ông Nguyễn Thành Tài, chuyên viên cao cấp Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng nói cần đánh giá lại xác thực việc cai nghiện tại cộng đồng. Ông Tài cho rằng là khi thực hiện thí điểm nghị quyết của Quốc hội về cai nghiện tập trung thì tình hình an ninh trật tự của thành phố có xu hướng chuyển biến tích cực, còn hiện nay rất phức tạp và khiến người dân vô cùng bất an. Trên trang 6, báo Thanh Niên, tác giả Chí Nhân có bài viết phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập, người từng tham gia nhóm nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược các đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong. Xung quanh những nghiên cứu về tác hại của thủy điện với môi trường, bài viết với nhan đề Thủy điện Việt Nam đi ngược chiều thế giới, không sạch mà cũng không rẻ. Trả lời câu hỏi của nhóm phóng viên, ông cho rằng, liệu đây lại là một nguồn năng lượng rẻ tiền và sẵn có? Ông trả lời, ngày nay khoa học đã cho thấy thủy điện gây ra những thiệt hại đáng kể về môi trường và xã hội. Đập làm thay đổi môi trường nước, môi trường đất, ảnh hưởng thủy sản, nông nghiệp và vô số các tác động tiêu cực do sự thay đổi dòng chảy tự nhiên. Tuy nhiên, rất khó có thể để tính ra bằng tiền toàn bộ chi phí do tác động của thủy điện gây ra, vì những chi phí này không chỉ ở tại chỗ mà còn diễn ra trong phạm vi địa lý rất lớn, có khi là xuyên biên giới trong khoảng thời gian rất dài. Số người gánh chịu chi phí cũng rất đông và đa dạng, trong đó người nghèo ở nông thôn bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thủy điện chỉ rẻ đối với nhà đầu tư bởi nhà đầu tư chỉ phải chịu các loại chi phí chính là xây dựng, vận hành, tái định cư và thường không phải trả những chi phí khác mà xã hội và môi trường phải gánh chịu. Ngoài ra, nếu đập được thiết kế và vận hành an toàn thì chi phí tháo dỡ đập sau khi hết hạn sử dụng thường là khoảng 50 năm, chưa được tính vào chi phí của nhà đầu tư. Đó là chưa kể chi phí trong trường hợp phải tháo dỡ đập do thiết kế hay xây dựng kém chất lượng không an toàn. Trên trang 5, báo Tiền Phong có thông tin đưa xăng vào diện hàng nộp thuế trước thông quan. Đây là một trong nhiều kiến nghị của Tổng cục Hải quan trong thông báo về tình hình thu ngân sách trong 11 tháng năm 2012 nhằm tránh tình trạng nợ thuế dây dưa. Đồng thời, cơ quan này kiến nghị là sớm ban hành văn bản hướng dẫn quản lý hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, bao gồm cả xăng dầu, theo chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Theo báo cáo, dự kiến tổng thu 11 tháng qua đạt khoảng 178.612 tỷ đồng. Theo báo cáo, dự kiến tổng thu 11 tháng qua đạt khoảng 178.612 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu 11 tháng năm nay ước đạt 207,99 tỷ đô la Mỹ. Và các số liệu thống kê cho thấy là Việt Nam vẫn nhập siêu chủ yếu từ các thị trường châu Á như là Trung Quốc gần 15 tỷ đô la Mỹ, tiếp đến là ASEAN, Hàn Quốc và Đài Loan. Trên trang 15, báo Tiền Phong, tác giả Sáu Nghệ và Tùng Huyền có bài viết với nhan đề Mai nở rộ người chồng héo hắt. Bài viết cho hay là chỉ hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng cả tuần nay, khắp khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mai vàng đã bung hoa rực rỡ. Mai nở hoa tươi bao nhiêu, lòng người trồng mai héo hắt bấy nhiêu. Nhiều chủ vườn tìm cách hãm đà mai khoe sắc nhưng chưa có kết cả. Ông Huỳnh Văn Tám ở làng hoa phường Long Hòa, Bình Thủy, Cần Thơ có gần 300 gốc cây mai, trong đó có một cây chừng 60 năm, ông tập trung chăm sóc để bán Tết. Khi cây ra những nụ hoa sớm, ông bỏ công vặt hết, ngờ đâu sau đó cây ra hoa lứa tiếp theo, ông lại vặt và cây thì hiện đang ra hoa lứa thứ ba.
Theo ý kiến của cán bộ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, Bến Tre, khuyến cáo người trồng mai khi mai nở hoa sớm, đừng vội vặt vì chúng sẽ ra một lứa hoa khác. Nên kìm hãm việc ra hoa bằng cách bón phân đạm hoặc phân bón lá để cây mai tập trung phát triển lá và quên việc ra hoa. Nhưng nhiều chủ vườn băn khoăn bón lượng phân chừng nào là vừa, không khéo thúc cây ra hoa nhanh hơn. Nhiều chủ vườn thì cho rằng do năm nay nhuận 2 tháng 4 khiến cho năm dài ra lại cho bị mấy trận mưa và hồi cuối tháng 9 đầu tháng 10 âm lịch làm mai bung hoa. Các nghệ nhân ở làng mai thì giải thích cây mai vào mùa khô bắt đầu đã căng nhựa để chuẩn bị bung hoa. Thời kỳ này phải duy trì chế độ chăm tưới vừa phải và đều đặn, nhưng trời đột ngột đổ mưa lớn thì cây mai chuyển mình ngay, dễ cây hút nước mạnh và đột nhiên nở hoa. Chuyên mục điểm báo xin được tiếp tục với bài viết được đăng tải trên trang 11 báo Tiền Phong với nhan đề vụ sới bạc lớn nhất miền Bắc phải làm rõ có bảo kê hay không. Không phải là cây kim sợi chỉ mà là việc hàng trăm con bạc sát phạt nhau. Khai thác khoáng sản trái phép trên sông Lô, các nhà thầu còn thuê cả xã hội đen bảo vệ, dùng vũ khí triệt hạ nhau. Tôi không kết luận địa phương có bảo kê hay không nhưng phải làm rõ vấn đề này. Đó là chỉ đạo của Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, tại hội nghị trao thư khen và quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong vụ triệt xóa sới bạc tại nhà nghỉ Tuấn Sơn ở Chùa Dậu, Từ Sơn, Bắc Ninh. Và băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động bảo kê khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản dọc tuyến sông Lô, Vĩnh Phúc. Cùng với việc biểu dương thành tích xuất sắc của các tập thể cá nhân trong việc triệt phá hai chuyên án trên, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an nhắc nhở các cán bộ cảnh sát phải điều tra tận gốc, xử lý nghiêm trước pháp luật. Về vụ cờ bạc, tướng Ngọ cũng không đánh giá địa phương có bảo kê hay không, song yêu cầu cơ quan điều tra phải điều tra triệt để, tránh để đầu voi đuôi chuột, đồng thời yêu cầu C45 tiếp tục đánh mạnh vào các tụ điểm cờ bạc lớn, nhất là cờ bạc xuyên quốc gia. Ngày hôm nay, báo Đại Đoàn Kết đăng tải loạt bài về nóng bỏng nạn buôn lậu qua biên giới Tây Nam. Và bài đầu tiên hôm nay có nhan đề Hàng lậu ồ ạt vào thị trường nội địa của tác giả Thanh Giang và Đình Du. Từ trước đến nay, mặc dù cơ quan chức năng đã tăng cường lực lượng, biện pháp và xử lý nạn buôn lậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Long An, An Giang, song càng chống thì nạn buôn lậu lại càng gia tăng. Ông Võ Thanh Phong, Chi cục Quản lý Thị trường Tây Ninh cho biết, do là địa bàn cực nóng và không chống nổi nạn buôn lậu thuốc lá, nên Bộ Công an đã thành lập trạm liên hợp cầu sắt rất quy mô, đồng thời được lực lượng gồm có hải quan, bộ đội biên phòng của hai tỉnh. Tuy nhiên vẫn không thể ngăn chặn triệt để được do dân Cửu Vạn thuộc nhiều đường tắt dọc biên giới, nên thuốc lá lậu dù bị bắt khá nhiều nhưng vẫn lọt vào thị trường nội địa. Không riêng gì Long An và Tây Ninh, tình hình buôn lậu thuốc lá cũng diễn ra rầm rộ tại tỉnh An Giang. Theo số liệu thống kê, chỉ riêng cửa khẩu tỉnh An Giang trong 8 tháng đầu năm đã có 2,34 triệu bao thuốc lá được xuất khẩu sang Campuchia. Lợi dụng chính sách ưu đãi miễn thuế xuất khẩu của nhà nước ta, sau khi xuất sang Campuchia thì số lượng hàng trên lại tuồn vào thị trường Việt Nam với mức giá thấp hơn giá mà công ty phân phối cho đại lý cấp 1 ở Việt Nam. Như vậy các đối tượng sẽ được hưởng 10% thuế VAT được khấu trừ nhưng làm phá giá sản phẩm thuốc lá trong nước. Không chỉ người Việt thu gom hàng miễn thuế mà nhiều người Campuchia còn lợi dụng sự ưu đãi về chính sách miễn thuế của Việt Nam để mua hàng Việt và tuồn trở lại thị trường Việt Nam. Trên trang 6 báo Nông thôn ngày nay số ra sáng ngày hôm nay, tác giả Hữu Anh phản ánh một thông tin rất đáng chú ý, đó là việc hộ nghèo bị ăn chặn tiền hỗ trợ làm nhà ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Vào năm 2010 và năm 2011, xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh có 29 hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ tiền làm nhà ở, với số tiền là trên 100 triệu đồng. Tiền được chuyển về địa phương từ lâu nhưng bị các cán bộ xã biển thủ. Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kỳ Anh đã cho tiến hành kiểm tra nguồn hỗ trợ từ nguồn quỹ vì người nghèo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tại xã Kỳ Long. Và thật hết sức bất ngờ khi phát hiện được chỉ có 8 hộ đã ký nhận, còn lại số tiền trên 100 triệu đồng của 21 hộ không cánh mà bay. Đáng nói, sau khi vụ việc vỡ lở, ông Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã đã bỏ làm việc ở trụ sở trong thời gian dài. Có thông tin ông Điều đang ở miền Nam gom tiền để về trả cho người dân. Theo ý kiến của ông Nguyễn Văn Bổng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh cho biết, hiện vụ việc đang được Ủy ban Kiểm tra huyện ủy tiến hành xác minh làm rõ theo quy trình, sau đó mới đưa ra hình thức xử lý. Hầu hết, các hộ nghèo ở Kỳ Long đều tỏ ra khá bất ngờ khi biết mình bị quy tiền. Họ tưởng rằng số tiền chưa về với địa phương như lời của ông Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã và một số cán bộ xã trả lời mỗi khi dân thắc mắc. Một số hộ làm xong nhà thì nợ nần chồng chất, dài cổ chờ tiền hỗ trợ, nhưng họ không ngờ rằng tiêu chuẩn của mình đã bị ăn chặn.
Vì điều kiện kinh tế, nhiều vợ chồng trẻ đang làm việc tại các thành phố lớn đành phải ngậm ngùi gửi con về quê cho ông bà nuôi hộ. Nhưng không ít trong số này đã đau đầu hay hối hận trước sự thay đổi không mong đợi từ con mình. Bài viết của phóng viên Tùng Anh trên trang 14 báo Nông thôn ngày nay có nhan đề Bi kịch dạy con từ xa. Chị Nguyễn Hương Giang quê ở Ninh Giang, Hải Dương có con nhỏ gần 3 tuổi nhưng vẫn phải để ở quê cho ông bà nuôi hộ vì con hay ốm. Nhớ con nhưng công việc bận rộn nên cách vài tuần chị mới sắp xếp về thăm con. Lần gần đây nhất về thăm con, hai vợ chồng ngã ngửa khi nghe con vừa quát vừa đá con chó. Đờ cờ mờ mày, cho mày chết đi, ai bảo mày ngu đi cắp giày mẹ tao. Con bé nói vậy mà mặt lạnh tanh khiến vợ chồng chị Giang giận tím mặt. Nói về bi kịch dạy con từ xa của các cặp vợ chồng trẻ, tiến sĩ Hồ Văn Hoành, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam phân tích. Ông bà thường chăm sóc cháu với kinh nghiệm chăm sóc con cách đây hơn 20 năm. Điều đó ít nhiều đã lạc hậu trong thời buổi hiện đại bây giờ. Cũng theo tiến sĩ Hoành, 6 năm đầu đời của một đứa trẻ có thể coi là độ tuổi vàng cho sự phát triển về thể lực và trí tuệ, cảm xúc. Trong đó, từ 0 đến 3 tuổi là độ tuổi đứa trẻ cần được ở gần bố mẹ hơn bao giờ hết. Độ tuổi này hình thành sự gắn kết tình cảm cha mẹ con cái. Nếu bị thiếu hụt, sẽ khó có thể bù đắp được, ngay cả đứa trẻ có được ông bà yêu thương đến đâu. Và nếu bắt buộc phải gửi con, bố mẹ cũng phải có những trao đổi thẳng thắn với ông bà về cách dạy con, không chỉ là chế độ ăn uống sinh hoạt, mà còn là thái độ cư xử, nhận thức đúng đắn của con hàng ngày. Thưa quý vị, chỉ còn gần một tháng nữa là tới ngày thu phí nhạc số chính thức trên 7 website uy tín là ngày 1 tháng 1 năm 2013. Tuy nhiên thì sau một tháng thí điểm, số tiền thu được chỉ đạt hơn 15 triệu đồng, một con số gần như bằng không so với những gì người ta kỳ vọng khi đặt ra vấn đề thu phí nhạc số tại Việt Nam. Đây là bài viết được đăng tải trên trang 8 báo Đại Đoàn Kết của phóng viên Gia Bách. Theo đó, cũng từ việc thu phí thí điểm trong thời gian vừa qua, người ta mới thấy được những bất cập nảy sinh từ nhiều phía trước khi việc thu phí nhạc số chính thức được thực hiện. Trước thời điểm thu phí, các đơn vị tham gia thu phí nhạc đều cam kết người dùng có thể thanh toán tải nhạc dễ dàng bằng nhiều phương thức, như bằng thẻ cào hoặc thanh toán trực tiếp qua tài khoản di động. Nhưng cho đến nay, việc mỗi website áp dụng một hình thức thu phí đã khiến cho không ít người dùng cảm thấy phiền toái. Có thể thấy tại nhạcvui.vn, người dùng phải thanh toán qua hệ thống bảo kim.vn hoặc ngânlượng.vn. Còn tại Zing Store, nhạc của tôi, Mega Music, để tải nhạc, người dùng phải nạp tiền từ thẻ cào điện thoại, thẻ ATM, Internet Banking. Chỉ có hai trang web là Go Music và Kip.vn là cho phép thanh toán trực tiếp thông qua tài khoản điện thoại hoặc SMS để thanh toán từng ca khúc. Kip.vn vẫn yêu cầu người dùng phải đăng ký tài khoản và chỉ khách hàng của mạng Viettel mới được quyền tải nhạc tại đây. Khi mà đối với nhiều khách hàng chưa quen sử dụng các dịch vụ trả tiền trực tuyến thì đây là một cách làm rất khó. Tiếp theo chương trình là những thông tin trong nước cập nhật vừa được nhóm phóng viên thực hiện. Mở đầu những thông tin sáng trong nước là những thông tin về cơn bão Bofa đang tiến vào Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thì vào hồi 1 giờ sáng nay, ngày 5 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc, 120,6 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc biển Sulu của Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 1 giờ ngày 6 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 260 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Tính cho đến thời điểm này, thì bão Bofa đã đổ bộ vào đảo phía nam Philippines Mindanao, đã khiến cho hơn 40 người chết hoặc bị thương. Truyền hình địa phương dẫn lời phóng viên tại hiện trường cho biết, riêng ở thị trấn New Patan thuộc tỉnh Compostela Valley đã có ít nhất 43 người thiệt mạng. Đa số các trường hợp tử vong là người dân ở một làng gần đó, nơi phải hứng chịu lũ quét nghiêm trọng, cuốn đi cả một đồn tuần tra gồm khoảng 20 binh sĩ của quân đội Philippines. Trong khi đó, người đứng đầu tỉnh Compostela Valley cho biết có ít nhất 34 người địa phương thiệt mạng. Ngoài ra, hàng chục người đã bị thương bởi các vật bay, cây đổ hay bị cuốn trôi bởi lũ quét. Nhiều tỉnh trong đường đi của cơn bão vẫn chưa có điện.
số người chết tương đối thấp, một phần do di tản sớm. Bofa là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay, với sức gió lên đến 210 km/h. Bão đã làm 80 chuyến bay bị hủy và hàng nghìn phà chở khách bị kẹt tại cảng. Nhiều trường học cũng phải đóng cửa. Trong đợt lạnh dài nhất từ đầu năm đến nay, nhiều mặt hàng trong đó có rau xanh đã tăng giá đột biến. Nguyên nhân được các tiểu thương đưa ra là do rau vừa trải qua đợt thu hoạch chính vụ, thời tiết rét khiến sản lượng rau đã giảm đi đáng kể. Tại một số chợ lớn ở Hà Nội như ngã tư Sở, Thành Công, Láng Hạ, Mai Động, giá rau xanh đã tăng từ 15 cho đến 30%. Hiện giá bán rau cải bắp là từ 8.000 đến 10.000 đồng 1kg, đậu cô ve là 13.000 đồng 1kg, khoai tây là từ 12 cho đến 14.000 đồng 1kg, cải thảo cũng tăng từ 12.000 đồng 1kg lên 15.000 đồng 1kg, rau muống tăng từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng 1 mớ. Thời tiết mưa rét được cho là nguyên nhân chủ yếu khiến giá rau bị đội lên cao. Đợt giá rét này rơi vào thời điểm rau hết lứa nên giá cả đồng loạt tăng. Các hộ tiểu thương nhận định rét còn kéo dài, gió phát triển chậm, lại giáp Tết nên thời gian tới chắc chắn giá rau còn tăng. Trái ngược với dạng thời tiết mưa rét ở miền Bắc, dù đang ở trong mùa mưa lũ, nhưng khu vực Trung Bộ nắng nóng vẫn kéo dài, khiến hệ thống sông suối rơi vào tình trạng khô kiệt. Nhiều khả năng vụ lúa đông xuân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi mực nước ở nhiều hồ chứa vẫn còn quá thấp. Theo thống kê của 13 trạm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, tổng lượng mưa từ tháng 9 đến tháng 11 chỉ xấp xỉ 60 đến 70% lượng mưa trung bình nhiều năm. Kể từ năm 1982, dạng thời tiết cực đoan và đặc biệt bất thường này mới lặp lại. Do lượng mưa bị thiếu hụt, các chân ruộng lúa nước chỉ mới gieo xạ khoảng 1.000 ha trong tổng kế hoạch 5.500 ha. Số diện tích đã gieo xạ đang bị khô hạn nghiêm trọng, có khả năng bị thiệt hại nặng nề. Lượng mưa ở Quảng Ngãi cũng chỉ đạt từ 20 đến 40% lượng mưa trung bình nhiều năm. Tình trạng khan hiếm nước giữa mùa mưa lũ cũng xảy ra ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm nay bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ rất ít, ngoại trừ bão số 5 nên mưa giảm từ 40 đến 50% so với cùng kỳ. Dự báo tình trạng khô hạn tại Trung Bộ sẽ còn diễn ra nghiêm trọng hơn nữa khi ít có hình thái thời tiết nào đủ gây ra mưa lớn trên toàn khu vực. Hội trường kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ngày hôm qua đã thực sự được hâm nóng bởi những ý kiến trao đổi thảo luận hết sức thẳng thắn của các đại biểu nhằm đề xuất những giải pháp gỡ khó cho kinh tế xã hội của thủ đô. Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm là các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa thực sự hiệu quả. Đánh giá cao các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế của thành phố, song nhiều đại biểu băn khoăn làm sao để các giải pháp ấy phát huy hiệu quả hơn. Bởi thực tế trong thời gian qua, chỉ có khoảng 10% doanh nghiệp thủ đô tiếp cận được với nguồn vay từ ngân hàng, trong khi nhiều doanh nghiệp phải phá sản do không trả được nợ. Đáng lưu ý, mặc dù Hà Nội đã có quỹ hỗ trợ doanh nghiệp với tổng số tiền là 100 tỷ đồng, nhưng trên thực tế chỉ có 17% số tiền này đến được với doanh nghiệp. Giải trình cho vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng cho biết, do thủ tục vay vốn từ quỹ còn phức tạp, chính sách còn khắt khe đã gây ra sự thiếu công bằng với những doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn thực sự. Việc tháo gỡ khó khăn cho nhiều doanh nghiệp, theo nhiều đại biểu không nên chỉ tập trung vào các doanh nghiệp bất động sản mà cần chú ý tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bởi đối tượng lao động làm việc ở khu vực này là rất lớn. Và mấu chốt để tháo gỡ khó khăn là chính sách tiền tệ phải được cải thiện để đi trước một bước, tạo niềm tin cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất khi dự báo giai đoạn 2013-2015, khủng hoảng tài chính còn tiếp tục, thậm chí ngày càng khó khăn. Còn tại phiên khai mạc kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm qua, bên cạnh những vấn đề nóng như quy hoạch treo, tình hình an ninh trật tự xã hội, các chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng trong năm 2013 cũng đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận. Thành phố đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người cao hơn 2,5 lần so với bình quân của cả nước. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố 29 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2013. Trong đó có một số chỉ tiêu kinh tế, gồm tổng sản phẩm trong nước GDP dự kiến tăng 9,5 đến 10%, GDP bình quân đầu người đạt 4.000 đô la Mỹ một người, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến khoảng 248.500 đến 255.000 tỷ đồng, bằng 36 đến 37% GDP, tốc độ kim ngạch xuất khẩu là 13%, chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng của cả nước. Các chỉ tiêu còn lại thuộc lĩnh vực xã hội và môi trường, trong đó Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2013.
Đồng thời, thành phố cũng sẽ phấn đấu có hơn 14.000 hộ vượt chuẩn nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo còn 2,32% tổng số hộ dân. Phấn đấu cấp 250.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và cận nghèo, miễn giảm học phí năm 2013 cho 60.000 trường hợp con em hộ nghèo và cận nghèo với số tiền 20 tỷ đồng. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 8 sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 7 tháng 12. Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ phê duyệt chính sách tiếp tục hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo, áp dụng cho giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, hay còn gọi là chương trình 167 giai đoạn 2. Theo đó, thì các hộ thuộc diện khó khăn sẽ được nâng mức hỗ trợ và mức vay xây nhà. Sau 4 năm triển khai chương trình 167, quy định mỗi căn nhà có diện tích 24m² có giá 25 triệu đồng này đã không còn phù hợp, nhất là đối với những huyện, xã nghèo. Đặc biệt giá vật liệu xây dựng đã tăng 64%, chi phí nhân công cũng tăng cao so với trước. Theo Bộ Xây dựng, tại thời điểm hiện nay, để xây dựng căn nhà có diện tích tối thiểu 24m², tuổi thọ 10 năm trở lên, thì chi phí vật liệu và nhân công khoảng 36 đến 37 triệu đồng. Vì vậy, chính sách mới đã điều chỉnh mức hỗ trợ và mức vay phù hợp với hệ số trượt giá nhằm xây dựng căn nhà có diện tích và chất lượng đảm bảo. Số vốn ước tính để thực hiện chương trình 167 giai đoạn 2 trong 3 năm tới là hơn 18.840 tỷ đồng. Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 510.000 hộ nghèo đang khó khăn về nhà ở tạm bợ, dột nát hoặc chưa có nhà ở. Ở xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, có một thư viện miễn phí nhưng không phải là do chính quyền địa phương mà là do một nông dân đứng ra thành lập. Mặc dù còn thiếu thốn, nhưng từ nhiều năm nay, thư viện này đã trở thành một nơi phổ biến kiến thức, vui chơi giải trí bổ ích cho hàng trăm hộ dân tại địa phương. Căn nhà lợp lá đơn sơ. Những cuốn sách không còn mới nhưng đa dạng ở tất cả các lĩnh vực, từ văn hóa, xã hội, thậm chí là kinh tế. Đó là Thư viện Tứ Hưng, một thư viện tư nhân hiếm hoi ở đồng bằng sông Cửu Long do một nông dân chân lấm tay bùn lập ra. Ra đời năm 1998, 14 năm qua, đây là chỗ lui tới thường xuyên của bà con nông dân, học sinh, sinh viên ở địa phương. Cũng tham khảo về cái vấn đề mà báo thôi. Người ta trên đây người ta dạy nhiều cái chỉ do nhiều cái hay hoặc là thời sự tin tức nóng bỏng. Nhưng nó nhiều khi nó không có bóng hết. Có khi tôi coi báo cả tháng rồi những cái tin tức ở ngoài đó. Và thành ra tôi cũng mong sao thư viện được ủng hộ thêm cái báo chí mới. Trước khi trở thành thư viện, căn nhà này là quán cà phê của gia đình ông Hưng. Ở vùng quê hẻo lánh của huyện Tam Bình này, một cuốn sách dù không còn mới cũng trở thành một món quà quý đối với bà con nông dân và các em học sinh. Thấy được mong muốn đó của mọi người, ông Hưng đã tìm kiếm và thu thập nhiều loại sách khác nhau để làm phong phú thêm cho thư viện. Nhiều vật dụng khác như bàn đá, ghế ngồi, ông Hưng cũng tự bỏ tiền ra mua về phục vụ bà con. Nhiều tổ chức quốc tế và các nhà sách lớn đã tặng sách cho thư viện trong nhiều đợt. Đến nay, tại thư viện đã có hơn 3.000 đầu sách báo khác nhau. Vì được tổ chức rất khoa học, nên số sách ở thư viện không bao giờ bị thất lạc. Có liên quan, như là những cái cuốn sách lịch sử, là con có thể biết thêm nhiều về lịch sử nước nhà, áp dụng vào trong việc học tập của mình. Cũng từ nhiều năm nay, thư viện cây nhà lá vườn này là nơi tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí và các lớp học nghề cho bà con. Thư viện Tứ Hưng thật sự đã trở thành điểm phổ cập kiến thức cho người dân ở địa phương này. Ngày hôm qua tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức buổi họp báo nhằm giới thiệu những nội dung của sự kiện Giải thưởng Doanh nghiệp Du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2011. Lễ vinh danh và trao giải Doanh nghiệp Du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2011 sẽ diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 8 tháng 12. Đây là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các đơn vị xuất sắc có đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển ngành du lịch quốc gia. Các giải thưởng bao gồm 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế hàng đầu của năm, 10 doanh nghiệp lữ hành nội địa hàng đầu của năm, 10 khách sạn 5 sao hàng đầu của năm, 10 khách sạn 4 sao hàng đầu của năm, 10 khách sạn 3 sao hàng đầu của năm. Ngoài ra, trong đêm trao giải, ban tổ chức cũng cùng công bố bình chọn các doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch, điểm du lịch, cơ sở mua sắm phục vụ khách du lịch, nhà hàng phục vụ khách du lịch hàng đầu của năm. Các rạp chiếu phim trên toàn quốc đang ráo riết chuẩn bị cho mùa Giáng sinh và năm mới năm 2013. Trong đó, vào ngày 20 tháng 12 tới, bộ phim đặc sắc của diễn viên hành động Thành Long mang tên 12 con giáp sẽ sắp ra mắt khán giả Việt Nam. Nội dung phim là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm đầy kịch tính, giống như hầu hết các bộ phim có Thành Long thủ vai.
Phim chứa đựng mô típ hành động hài quen thuộc. Bên cạnh đó, điểm nhấn của chuyến phiêu lưu chính là những màn hành động trên không. Trong phim, nhân vật do Thành Long thủ vai có sự chuyển biến từ một kẻ luôn hành động chỉ vì tiền thành một con người chính nghĩa, biết mạo hiểm vì tình yêu tổ quốc. Trong phim này, Thành Long vừa là diễn viên, vừa đảm nhận vai trò đạo diễn, chỉ đạo võ thuật, biên kịch và nhà sản xuất của phim. Tác phẩm được chuẩn bị suốt 7 năm và quay ròng rã trong 1 năm tại 10 thành phố ở 5 quốc gia trên khắp thế giới. Vì lẽ đó mà 12 con giáp được coi là một trong những bộ phim quan trọng nhất trong sự nghiệp của diễn viên hành động này. Bắt đầu từ ngày 21 tháng 12 tới, hai nhà mạng là Vinaphone và Viettel sẽ chính thức cung cấp iPhone 5 ra thị trường. Đây có thể coi là tin vui đối với những người sành công nghệ, đặc biệt là những tín đồ của quả táo cắn giờ. Nhà mạng Vinaphone cho biết lô hàng iPhone 5 đầu tiên được bán ra gồm 6.000 chiếc với đủ phiên bản 16GB, 32GB, 64GB, cả màu đen và màu trắng. Sản phẩm sẽ được Vinaphone bán tại 30 điểm tại các tỉnh, thành phố lớn trên toàn quốc. Tuy nhiên, giá cả cũng như gói cước đi kèm của nhà mạng dành cho iPhone 5 vẫn chưa được tiết lộ. Trong khi đó, thì phía Viettel cũng cho biết đơn vị này sẽ bán iPhone 5 từ ngày 21 tháng 12 theo lộ trình của Apple, song từ chối đưa ra số lượng cụ thể cũng như giá cả. Trước đó, Apple đã ra thông báo hơn 50 thị trường mới trên toàn cầu sẽ đồng loạt cung cấp iPhone 5 chính hãng trong tháng 12. Trong đó, vào ngày 21 tháng 12, khu vực Đông Nam Á còn có thêm Malaysia, Philippines, Indonesia. Nhân kỷ niệm Ngày Tình nguyện Quốc tế ngày 5 tháng 12 và ngày hôm qua, Ngày hội Tình nguyện và lễ trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia lần thứ 2 đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh những cá nhân tổ chức làm tình nguyện với những đóng góp trên nhiều lĩnh vực cho sự phát triển của đất nước. Có thể nói, qua nhiều năm, phong trào tình nguyện đã phát triển khá mạnh mẽ, tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều những bất cập. Trong một tương lai gần, sẽ có chính sách cho các hoạt động tình nguyện và giải quyết được những tồn tại này. Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc nơi tôi làm việc. Chỉ có hơn 10 tổ chức tình nguyện được tập hợp tại Ngày hội Tình nguyện ngày hôm qua. Tuy ít nhưng đây đều là những đơn vị hoạt động chất lượng, được đào tạo bài bản, nằm trong mạng lưới các tổ chức tình nguyện ở ba miền Bắc, Trung, Nam mà Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam đã thành lập được trong hơn một năm. Đây là một trong những giải pháp nhằm làm chuyên nghiệp hóa hoạt động tình nguyện tại Việt Nam, đặc biệt là khi nó vẫn đang trong tình trạng hồng nhưng chưa chuyên. Hiện nay thì có xuất hiện rất là nhiều các cái câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện mà lập ra theo sở thích, không có tư cách pháp nhân. Và như vậy thì cái việc mà quản lý cái đội ngũ, quản lý điều phối cái đội ngũ các cái câu lạc bộ, đội nhóm như thế này cũng là một trong những cái khó khăn đặt ra với lại cái công tác tình nguyện tại Việt Nam. Phát triển mạnh mẽ, tinh thần tốt nhưng chưa thực sự hiệu quả cũng là những nhận định của bạn bè quốc tế về hoạt động tình nguyện tại Việt Nam. Các tổ chức tình nguyện ở Việt Nam cũng nên hợp tác với nhau, bởi vì các nhóm làm việc cùng chung một lĩnh vực. Tuy nhiên hiện nay, họ lại hoạt động khá rải rác. Vì thế, tôi tin rằng họ cần làm việc hiệu quả hơn, cần có một cơ chế hay một cơ quan nào đó kết nối họ lại để các nhóm đến gần nhau hơn, tập trung nguồn lực của nhau tốt hơn. Trong nhiều năm qua, hoạt động tình nguyện tại Việt Nam đã thu hút đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia, đặc biệt là lực lượng thanh niên. Ngoài nguồn lực, vật lực trong nước, Việt Nam còn được đón nhận nhiều tình nguyện viên quốc tế, bao gồm cả tình nguyện viên ngắn hạn và dài hạn thuộc các chương trình, dự án tài trợ đã đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của Việt Nam thông qua các lĩnh vực tình nguyện khác nhau. Ngày hội tình nguyện năm nay được tổ chức nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của bạn bè trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng của những hoạt động tình nguyện tại Việt Nam. Hoạt động tình nguyện tại Việt Nam là nhân tố mạnh mẽ để phát triển đất nước. Tuy nhiên, tình nguyện viên Việt Nam và nước ngoài vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cũng như chưa được quan tâm đúng mức. Chúng tôi ở đây cũng một phần là để tác động, để có những chính sách tốt hơn cho tình nguyện viên. Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ là phê duyệt cái chính sách thanh niên tình nguyện sớm, thì sẽ có rất nhiều các cái bạn trẻ là nằm trong lứa tuổi thanh niên là tình nguyện viên thì sẽ được thụ hưởng cái cơ chế chính sách này. Như vậy, trong một tương lai gần, khi các chính sách đã được thông qua, thì những tồn tại còn gặp phải hiện nay trong các hoạt động tình nguyện như tình nguyện viên không được đảm bảo về sự an toàn tính mạng và tài sản, sự thiếu hợp tác giữa các tổ chức và rất nhiều những vấn đề khác nữa sẽ được giải quyết. Và lúc đó, có thể tin tưởng rằng các hoạt động tình nguyện sẽ còn được phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nhiều so với hiện nay. Được biết đến với cái tên người đem trẻ em ra khỏi nhà tù, Pushpa Banes, 29 tuổi người Nepal, đã được kênh truyền hình CNN của Mỹ vinh danh là người hùng của năm 2012. Cô là người đã cung cấp nơi ở, thực phẩm và giáo dục cho hàng trăm trẻ em là con cái của các tù nhân, giúp chúng thoát khỏi cảnh phải sống trong nhà tù cùng với bố mẹ.
Phát biểu tại buổi lễ do CNN tổ chức, Pushpa cho rằng đây là một vinh dự lớn của mình và muốn chia sẻ danh hiệu quý giá đó cho hàng triệu tình nguyện viên khác hiện vẫn đang âm thầm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trên khắp thế giới. Phát biểu tại buổi lễ vinh danh 10 người trong danh sách người hùng của năm ở Los Angeles, Mỹ, Bassnett nhấn mạnh: những đứa trẻ đó chẳng làm gì nên tội, chúng bị rơi vào một tình huống mà chúng chẳng hiểu gì cả. Chúng tôi muốn làm việc với chính phủ để đưa chúng ra khỏi nhà tù. Chúng xứng đáng có được một tương lai tốt đẹp hơn. Danh hiệu này là dành cho những đứa trẻ tội nghiệp và dành cho đất nước Nepal. Ở Nepal, khi một người cha hoặc người mẹ phải ngồi tù và không có người giám hộ, trẻ em hầu như chẳng có sự lựa chọn nào khác là phải sống trong nhà tù. Thế nhưng Bassnett quyết tâm trao cho những đứa trẻ này một cơ hội khác. Nhờ sự đóng góp từ những nhà hảo tâm, cô đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận Early Childhood Development Center và một mái ấm mang tên Butterfly Home để giúp đỡ hơn 140 em nhỏ có cha mẹ là tù nhân. Tại Butterfly Home, các trẻ em từ độ tuổi sơ sinh đều nhận được sự chăm sóc, được đến trường. Pushpa và 9 người khác được vinh danh trong buổi lễ của CNN chỉ là một phần rất nhỏ trong hàng triệu tình nguyện viên đã và đang âm thầm đóng góp công sức của mình để thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Họ là những người tiên phong trong việc tiếp cận và trợ giúp cho người dân, đặc biệt là ở những nơi gặp thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh như Nhật Bản, Haiti, Afghanistan hay Syria. Họ giúp đỡ người dân dọn dẹp các đống đổ nát, xây dựng nhà cửa, cung cấp thức ăn, nước uống và những nhu cầu thiết yếu khác. Chúng tôi sẽ chưa dừng lại ở đó, bởi mỗi năm, số người phải gánh chịu tổn thất từ các thảm họa thiên nhiên lại tăng lên. Họ cần sự giúp đỡ của chúng tôi, của các bạn, của tất cả mọi người trên thế giới. Đó cũng chính là những gì mà người hùng của năm 2012, Pushpa Bassnett, muốn gửi đến mọi công dân trên toàn thế giới. Trong bối cảnh toàn cầu đang phải đối mặt với những thách thức lớn lao như biến đổi khí hậu, xung đột, bạo lực, tình trạng đô thị hóa, di dân, thì những công việc lặng thầm nhỏ bé của lực lượng tình nguyện viên đã và đang giúp ích một cách thiết thực cho cộng đồng, ngày ngày đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Ngay từ bây giờ, hãy trở thành người hùng từ những điều bình dị nhất. Tiếp theo chương trình cùng đến với câu chuyện buổi sáng. Mặc dù nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi để phát triển loại hình doanh nghiệp khoa học công nghệ, nhưng cho đến nay, đây vẫn là sân chơi còn bỏ ngỏ. Tin tức nổi bật trên thế giới trong cuộc sống bốn phương. Với những dữ liệu mà tàu Curiosity phát hiện và gửi về từ sao Hỏa thì chưa thể khẳng định về sự sống tồn tại trên hành tinh đỏ. Hàng nghìn người tham dự liên hoan Tango Grand Milonga thường niên tại Argentina trong một phòng khiêu vũ ngoài trời khổng lồ. Thưa quý vị, bây giờ là thời lượng dành cho câu chuyện buổi sáng của ngày hôm nay. Hiện nay, khoa học công nghệ là động lực để phát triển kinh tế xã hội. Hàng năm, nhà nước đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, chỉ có chưa đến 20% số đề tài khoa học được triển khai và ứng dụng vào thực tiễn. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng trên là sự thiếu gắn kết giữa các nhà khoa học với doanh nghiệp. Trong đó, sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động khoa học và công nghệ vẫn còn hết sức khiêm tốn. Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam giai đoạn năm 2011 cho đến năm 2020 khẳng định doanh nghiệp khoa học công nghệ là đầu tàu, là trung tâm của đổi mới công nghệ, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu với đào tạo và sản xuất kinh doanh. Mặc dù chính phủ đã có nhiều chính sách ưu đãi để phát triển loại hình doanh nghiệp này, nhưng cho đến nay đây vẫn là một sân chơi còn bỏ ngỏ. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay sẽ phần nào làm rõ hơn về vấn đề này. Năm 2010, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Đại học Xây dựng được thành lập với sự tham gia của nhiều giáo viên giảng dạy lâu năm tại trường. Thời gian qua, công ty đã chủ động liên kết với các trung tâm, viện nghiên cứu của trường Đại học Xây dựng trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Bất cứ một sinh viên, một cái buổi giảng dạy, một các buổi nghiên cứu nào có một ý tưởng khoa học công nghệ đặc biệt, độc đáo, có thể mang lại hiệu quả lớn thì đều có thể mang đến để giới thiệu cái ý tưởng của mình cho công ty chúng tôi. Với những đề tài được gửi lên, một hội đồng chuyên gia của công ty sẽ tiến hành thẩm định tính khả thi cũng như mức độ rủi ro. Trong trường hợp đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao, công ty sẽ hỗ trợ về tài chính để triển khai thử nghiệm. Sau đó, những sản phẩm sẽ được công ty hỗ trợ để đăng ký sáng chế và thương mại hóa ra thị trường.
Hiện nay các đề tài khoa học được các bộ, thậm chí là được nhà nước cho là đề tài độc lập, thì nó chưa phải xuất phát từ thực tiễn, và nó cũng chưa gắn bó một cái chặt chẽ mật thiết với thực tiễn. Nó chưa bị thực tiễn đánh giá của nó đúng không đúng. Thì chúng tôi thì nhận thức như vậy, cho nên chọn cách tiếp cận khác. Những cái đề tài chúng tôi thực hiện đều là những đề tài được đặt hàng từ cuộc sống. Vì anh em chúng tôi là những người mà không phải dùng ngân sách nhà nước, mà dùng cái vốn của chính mình, cho nên là phải chịu trách nhiệm rất cao với đồng vốn mình bỏ ra. Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật trực thuộc Đại học Xây dựng là một trong những đơn vị liên kết với Nucitech. Thông qua Nucitech, trung tâm nhận được sự hỗ trợ về mặt tài chính để triển khai những đề tài khoa học có tính ứng dụng. Theo ông Lê Huy Như, giám đốc trung tâm, việc liên kết với doanh nghiệp trong 2 năm qua đã phần nào khắc phục những khó khăn về mặt tài chính cũng như thúc đẩy hoạt động nghiên cứu của trung tâm. Tức là bây giờ làm sao mà các doanh nghiệp sản xuất, tức là các tập đoàn, các tổng công ty xây dựng như một cái trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật xây dựng như thế này, là phải được các đơn vị sản xuất đặt hàng thì chúng ta mới có nguồn kinh phí đấy, và cái kết quả nghiên cứu phải quay trở lại để đạt được cái hiệu quả của các đơn vị sản xuất, là cái mối gắn kết giữa các nhà nghiên cứu và các cái doanh nghiệp sản xuất xây dựng là phải hữu cơ với nhau để hai bên cùng có lợi. Có một thực tế là hiện nay tại Việt Nam không có nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tìm đến và liên kết với các trung tâm viện nghiên cứu như công ty Nucitech. Các đề tài thường dạng nghiên cứu cơ bản, tính ứng dụng không cao do thiếu sự quan tâm của các doanh nghiệp. Để tháo gỡ khó khăn, ngành khoa học công nghệ Việt Nam đã xác định để thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực này cần phải tiến hành xã hội hóa, trong đó doanh nghiệp khoa học công nghệ giữ vai trò trung tâm. Loại hình tổ chức này nó có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển khoa học công nghệ, đối với việc gắn kết cái khoa công nghệ với sản xuất kinh doanh. Thì doanh nghiệp vừa làm nghiên cứu khoa học công nghệ, vừa trực tiếp triển khai ứng dụng luôn. Cho nên là nó rất thuận lợi cho việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ ở nước ta. Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng những ưu đãi như miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, ưu tiên cho thuê đất, cơ sở hạ tầng, cũng như được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Sau 5 năm từ khi ban hành Nghị định 80, cả nước mới có khoảng 300 doanh nghiệp khoa học công nghệ, so với hơn 400.000 doanh nghiệp của cả nước, còn số trên là rất nhỏ. Là bản thân các doanh nghiệp của chúng ta thì phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cái tiềm lực về tài chính của họ rất hạn chế, cái nhân lực khoa học công nghệ của bản thân họ cũng còn quá ít ỏi, cho nên họ không tổ chức thực hiện được. Rồi cái việc gắn kết của họ với các cái tổ chức khoa học công nghệ, với các nhà khoa học thì hiện nay cũng còn rất là chệch choạc. Từ nay đến năm 2015, mục tiêu đối với ngành khoa học và công nghệ là phát triển 3.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Trong đó, số lượng đơn vị hình thành từ các trường đại học, viện nghiên cứu chiếm khoảng 70%. Để đạt được mục tiêu trên, cùng với những chính sách ưu đãi từ phía nhà nước, bản thân mỗi doanh nghiệp cũng cần có chiến lược đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh, góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành khoa học công nghệ nước nhà. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày hôm nay, ngày thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2012. Ngày hôm nay tại Hà Nội sẽ diễn ra họp báo trước thềm hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam. Đây là hội nghị được tổ chức thường niên với sự tham gia của đại diện chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ song phương và đa phương. Với chủ đề lập nền tảng cho sự phát triển bền vững, hội nghị năm nay sẽ thảo luận các vấn đề như tăng cường hiệu quả và tính cạnh tranh, cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô năm 2012 và những ưu tiên trong năm 2013, sửa đổi chính sách đất đai để phát triển bền vững và toàn diện. Với chủ đề hướng đến nền nông nghiệp chất lượng và bền vững, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long 2012 sẽ khai mạc ngày hôm nay tại Tiền Giang. Trọng tâm của diễn đàn là tìm giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đồng thời kiến nghị cơ chế đặc thù khuyến khích phát triển ba mặt hàng chủ lực của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long là lúa, thủy sản và trái cây.
Ngày hôm nay, với sự giúp đỡ của các giáo sư, bác sĩ đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, lần đầu tiên Bệnh viện Việt Đức Hà Nội triển khai phẫu thuật cột sống với ứng dụng của robot định vị chính xác. Trước khi tiến hành mổ, bác sĩ phẫu thuật sử dụng hệ thống robot hoạch định trước kế hoạch cho ca mổ dựa trên hình ảnh chụp cắt lớp CT mô phỏng cột sống của bệnh nhân dưới dạng 3D. Kỹ thuật này đã được triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới cho kết quả giảm nguy cơ ảnh hưởng đến thần kinh, đồng thời cho phép thực hiện các ca phẫu thuật ít xâm lấn với liều lượng tia X được giảm tối đa. Ngày hôm nay, Bộ Y tế tổ chức lễ phát động Tháng Hành động Quốc gia về Dân số năm 2012. Mục đích của Tháng Hành động là nhằm nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội và từng gia đình về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình đối với sự phát triển bền vững của đất nước, dân tộc. Ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và sản phẩm công nghiệp Việt Nam Vinamec Expo 2012. Triển lãm có diện tích trưng bày gần 6.000 m², quy tụ 300 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến các lĩnh vực như khai thác mỏ, xây dựng, năng lượng, gia công cơ khí, nông nghiệp, dệt may và hóa chất. Ngày hôm nay, nhân ngày tình nguyện quốc tế mùng 5 tháng 12, Đại sứ quán Australia tại Hà Nội sẽ tổ chức triển lãm ảnh giới thiệu công việc và những đóng góp của tình nguyện viên Australia cho sự phát triển của Việt Nam. Triển lãm sẽ trưng bày hơn 80 bức ảnh do tình nguyện viên và các đơn vị tiếp nhận tình nguyện viên từ khắp nơi trên đất nước gửi về. Các bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ về công việc, cuộc sống của tình nguyện viên và những người họ cùng làm việc và hỗ trợ. Phát biểu tại hội nghị cấp cao lần thứ 18 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu khai mạc vào ngày hôm qua ở Doha, Qatar, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho rằng thế giới đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về tình trạng trái đất nóng lên, đồng thời yêu cầu các nhà đàm phán đang có nhiều tranh cãi cần thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ và thỏa hiệp. Ông Ban Ki-moon cho biết, biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, đồng thời lấy ví dụ về siêu bão Sandy quét qua nước Mỹ hồi tháng trước để kêu gọi hành động trước khi quá muộn. Cũng theo ông Ban Ki-moon, các nhà đàm phán tại Doha cần tái khẳng định cam kết gia hạn nghị định thư Kyoto, văn bản hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 tới, để đạt được một hiệp ước khí hậu mới có tính ràng buộc toàn cầu, sẽ được triển khai vào năm 2020, đồng thời tài trợ cho các dự án giảm thiểu biến đổi khí hậu ở thế giới đang phát triển để giúp nước nghèo đối phó với nạn hạn hán, lũ lụt, bão và nước biển dâng. Ngày hôm qua, cảnh sát Nhật Bản đã tiến hành lục soát các văn phòng của công ty quản lý đường cao tốc Nexco trong cuộc điều tra về vụ sập đường hầm hồi cuối tuần qua khiến 9 người chết. Cảnh sát đã vào trụ sở của Nexco ở thành phố Nagoya, miền Trung Nhật Bản nhằm tìm kiếm những hồ sơ về an toàn và bảo trì của công ty. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã lục soát các văn phòng của Nexco ở Tokyo và tỉnh Yamanashi. Trong khi đó, lực lượng chức năng đã bắt đầu cuộc điều tra ngay hiện trường tại đường hầm Sasago, cách phía tây thủ đô Tokyo 80 km, với sự tham gia của Ủy ban điều tra tai nạn của chính phủ Nhật. Nexco cho biết chưa thể khẳng định khi nào công ty có thể mở lại đường hầm Sasago trên đường cao tốc Chuo, một tuyến đường lớn với 47.000 lượt xe chạy qua mỗi ngày. Hệ thống xa lộ của Nhật có hơn 1.500 đường hầm, ước tính khoảng 1/4 trong số này được xây dựng cách đây hơn 30 năm. Một số lượng lớn các bản thảo, thư từ được viết tay của các nhân vật nổi tiếng thế giới như nhà văn Charles Dickens, danh họa Van Gogh, nhạc sĩ Beethoven vừa được đưa ra triển lãm tại thành phố New York của Mỹ. Triển lãm này sẽ là tiền đề cho buổi đấu giá những vật phẩm có giá trị lịch sử này vào ngày 18 tháng 12 sắp tới. 50 trong số 300 vật phẩm sẽ được đưa ra đấu giá đã được trưng bày tại một văn phòng bất động sản ở thành phố New York. Đáng chú ý trong số này có một tập bản thảo có chữ ký của đại văn hào nước Anh Charles Dickens. Có tên gọi In Memoriam, đây là bản cáo phó mà Dickens đã viết cho William Makepeace Thackeray và phát hành trên tạp chí Cohill năm 1864. Một lá thư tay có chữ ký của nhà thơ Emily Dickinson cũng gây được sự chú ý của người xem. Bức thư được viết bằng bút chì vào năm 1884 và được kỳ vọng thu về khoảng 20.000 đến 30.000 đô la Mỹ. Tôi nghĩ điểm nhấn đặc biệt nhất của cuộc đấu giá lần này là số lượng các kỷ vật. Chúng tôi có 10 bức thư tay của Tổng thống George Washington, 6 lá thư của Tổng thống Thomas Jefferson, những tài liệu quý báu của trận đánh Bunker Hill. Không chỉ lớn về giá trị vật chất, mà chúng còn là những minh chứng của lịch sử. Bên cạnh đó, trong bộ sưu tập đưa ra đấu giá còn có bức thư tay dày 7 trang mà cố danh ca John Lennon gửi cho Eric Clapton năm 1971 và một bức thư khá riêng tư mà danh họa Vincent Van Gogh viết 7 tháng trước khi chết. Ước tính lần bán đấu giá này có thể giúp hãng Profiles in History thu về từ 5 đến 8 triệu đô la Mỹ.
Tại hội nghị của Hiệp hội Vật lý Mỹ vừa diễn ra tại San Francisco, các nhà khoa học Mỹ cho biết từ các kết quả phân tích đầu tiên mà tàu Curiosity thực hiện trên sao Hỏa và truyền về trái đất, họ phát hiện nước và một hợp chất hóa học nhưng không tìm thấy hợp chất carbon, trong khi đây là yếu tố cần thiết cho sự hình thành sự sống ở cấp thấp nhất. Có thể nói, đến lúc này, tàu thăm dò Curiosity vẫn chưa tìm thấy bằng chứng xác thực về dấu hiệu sự sống trên sao Hỏa. Số liệu của tàu Curiosity truyền về cho thấy thành phần của mẫu đất đá lấy được gồm nước lưu huỳnh và khả năng có cả muối perchlorate. Mẫu đất đá mà tàu Curiosity thu thập được và phân tích khá giống với những mẫu mà một số tàu thăm dò khác từng thu thập trước đó. Hồi tuần trước, tàu Curiosity đã tìm thấy những phân tử hữu cơ đơn giản trong mẫu đất, nhưng các nhà khoa học cho rằng cần phải thẩm định lại mẫu đất này của sao Hỏa hay từ thiên thạch trong vũ trụ. Bộ phim về hành trình 10 năm săn lùng tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden của giới tình báo Mỹ Zero Dark Thirty, tạm dịch là 0:30 của đạo diễn từng đoạt giải Oscar Catherine Bigelow đã nhận được giải phim hay nhất năm 2012 của Hiệp hội Phê bình phim New York. Bộ phim cũng mang về cho Karim Bigelow giải đạo diễn xuất sắc nhất và Greg Fraser giải quay phim xuất sắc nhất. Hội đồng giám khảo của Hiệp hội Phê bình phim New York là các nhà phê bình phim có uy tín từ các nhật báo, tuần báo và tạp chí. Giải thưởng này sẽ không ảnh hưởng gì đến giải Oscar mà Zero Dark Thirty vừa ghi tên tranh cử tuần trước. Bộ phim xoay quanh một nữ phân tích viên của cơ quan tình báo trung ương Mỹ do diễn viên Jessica Chastain thủ vai. Cô được xem là mấu chốt trong lực lượng truy tìm trùm khủng bố Al-Qaeda. Cuộc săn đuổi gắt gao kéo dài cả thập kỷ cuối cùng đã kết thúc vào tháng 5 năm 2011 khi Bin Laden bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích và tiêu diệt trong đêm tại dinh cơ ở Pakistan. Zero Dark Thirty có thể là bộ phim ấn tượng nhất cũng như cá tính nhất của đạo diễn Bigelow. Trước đó, Bigelow từng làm nên tiếng tăm vang dội ở Oscar năm 2010 với bộ phim The Hurt Locker về cuộc chiến ở Iraq. Tuy được đánh giá cao và đã gặt hái được giải thưởng ban đầu, đến ngày 19 tháng 12 tới, bộ phim mới phát hành bản hạn chế để sát hạch cho giải Oscar vào tháng 2 tới. Bản công chiếu đầy đủ sẽ ra mắt vào tháng 1 năm sau. Sau nhiều đồn đoán trong mấy tuần qua, giờ đây Hoàng gia Anh vui mừng thông báo công nương Catherine đã có thai. Vợ chồng Hoàng tử Anh William đang chờ đợi đứa con đầu lòng, dự kiến sẽ là người đứng đầu vương triều trong tương lai. Và thông tin vui từ Hoàng gia Anh này đã trở thành chủ đề nóng ở châu Âu trong ngày hôm qua. Theo thông báo của Điện St. James, công nương Catherine hiện nhập viện vì ốm nghén. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và toàn thể các thành viên hoàng gia rất vui mừng với tin vui này, trong khi hoàng tử William đã đến thăm vợ trong bệnh viện. Đứa bé còn trong bụng mẹ dự kiến sẽ là người kế vị ngai vàng ở hàng thứ ba, sau thái tử Charles và hoàng tử William, bất luận là nam hay nữ, sau khi chính phủ Anh thay đổi luật kế vị cổ xưa vốn ưu tiên cho nam. Được biết, công nương Catherine mang thai gần 12 tuần. Thông tin công nương Catherine mang thai đã vượt ra khỏi biên giới Vương quốc Anh. Khắp châu Âu, tin vui này đã trở thành tin chính trên các tờ báo, các kênh truyền hình và chủ đề nóng trên các mạng xã hội ở Italia, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. M6, một kênh truyền hình yêu thích của giới trẻ châu Âu, đã đưa tiết tin long thai của hoàng gia trong suốt thời gian phát sóng bản tin trưa. Trước tin vui từ hoàng gia, Thủ tướng Anh David Cameron cho hay ông rất phấn khởi và tin rằng vợ chồng William Kate sẽ là những bậc phụ huynh tuyệt vời. Còn Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chúc mừng của mình đến đôi vợ chồng hoàng gia Anh. Thủ tướng Australia Julia Gillard cũng đã gửi lời chúc mừng cho Catherine William và nói đây là sự kiện thú vị. Được mệnh danh là Paris của phương Nam, thủ đô Buenos Aires của Argentina là một trong những thành phố có vẻ đẹp tinh tế nhất Mỹ Latin. Với phong cách kiến trúc đặc sắc và các hoạt động văn hóa sôi nổi, trong đó không thể không nhắc tới vũ điệu tango đầy nóng bỏng. Vừa qua, đại lộ Avenida de Mayo nổi tiếng của thành phố này đã biến thành một phòng khiêu vũ ngoài trời khổng lồ khi hàng nghìn người đổ về đây tham dự liên hoan Tango Grand Milonga thường niên. Những người yêu thích điệu nhảy tango trên khắp Argentina và nhiều quốc gia khác trên thế giới đã tập trung về đại lộ Avenida de Mayo để thưởng thức những màn trình diễn của các vũ công chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, cũng như hòa mình vào điệu nhảy quyến rũ này. Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời, chúng tôi được cùng nhau ca hát, nhảy múa. Sự kiện này làm cho tôi cảm thấy yêu thích điệu nhảy tango hơn. Đối với tôi, nhảy múa trên đường phố Buenos Aires chẳng khác nào được chạm vào cánh cửa của thiên đường.
Liên hoan Tango Grand Milonga được thành phố Buenos Aires tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh cũng như gìn giữ những giá trị của thể loại âm nhạc và khiêu vũ từng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tango là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Argentina. Chúng tôi muốn làm thế nào đó để mọi người trên khắp thế giới có thể nhìn, cảm nhận và yêu những vũ điệu đó như những con người bản địa nơi này. Ban tổ chức sự kiện cũng hy vọng liên hoan sẽ giúp truyền tải tinh thần tango đến thế hệ trẻ để họ có ý thức hơn trong việc gìn giữ và đưa tango bay xa hơn nữa ra thế giới. Thông tin thú vị vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.